Đây. Tiếp theo bên này. Các bạn cũng cắt nó ra cho mình. Rồi. Tiếp tục cắt bên này nhé. Sau khi mà đã rạch hết những cái phần thân của cái quả dâu tây này ra rồi thì mình sẽ đi cắt những cái phần tờ giấy màu nha các bạn. Thì mình sẽ đan vào bên trong của cái phần đây, cái phần thân của nó như thế này để tạo thành cái quả dâu tây nó có nhiều màu nha các bạn, nhiều màu bên trong nhé. Thì cái phần này thì đấy mình sẽ rạch lại một chút nữa vì nó chưa rạch hết cả cái phần tờ giấy này nhé. Rồi tiếp tục này. Đây các bạn cứ dành nó ra như này thôi, nhìn thôi bên này cũng vậy nhé. Rồi mình sẽ cắt nó ra như này. Ok, sau khi mà đã có được cái phần này rồi, bây giờ mình sẽ đi cắt những cái tờ giấy màu để mình đan vào bên trong cái quả dâu tây của mình. Đã, cắt những cái tờ giấy màu xanh này, màu cam này. Được, đến màu vàng nhạt nha các bạn. Vàng nhạt, sau đó sẽ đến màu xanh nước biển nhé. Đấy, mỗi màu thì mình sẽ cắt làm 3 tờ giấy thôi. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đan những cái phần màu sắc này, mình đan lên trên cái phần quả dâu tây này nhé. Đây, các bạn đan vào đây cho mình như thế này. Đây nha các bạn. Các bạn sẽ nhìn cái cách mình đan từ đằng sau này. Đây, như vậy là mình đã đan xong cái phần tờ giấy màu vàng rồi. Đẩy lùi nó lên trên cao này một chút này. Đây sẽ là cái phần màu vàng nhé các bạn. Tiếp theo nhé. Đây, cái phần này thì phải cho xuống dưới này. Phần này cho lên trên. Rồi. Xong cái phần màu vàng. Bây giờ mình sẽ đi đan cái phần màu xanh dương nhé.